Tiếp tục chào đón các bác đến với lại một em quạt này. Đây gọi là quạt cổ, siêu cổ luôn đấy. Con này là con AirPods gì đây. Tất cả quạt đều cánh nhôm hết. Lồng sắt, đế gang. Tất cả các khung, khung của các giá lồng này đều gang. Máy cũng gang nốt ạ. Em cho nó nằm ngửa ra để cho bác nhé. Nằm ngửa cho bác nắm luôn. Con này có thiết kế này, các bác có thể treo tường được này, thiết kế treo tường được này, không được để bàn này, tất cả đáy này gang tất. Con này đây, support này, con này là Englin này, Englin. Ở đây con này là quạt của Anh Quốc ạ, quạt đến từ đất nước Anh, chạy được điện là 250 V, ok chưa, 250 V. Đấy, tất cả mã số của nó đây, còn đều đây, còn hết đấy ạ. Có duy nhất một con không có nhiều, dây cũng còn zin luôn của em nó đây, zin hết luôn, dây zin hết đấy, cổ luôn ạ, siêu cổ. Cánh nhôm con này là cánh 30 à, 35, cánh cái này 35 chứ 30 gì, cánh 35 đấy, nhôm hết. 6,9 triệu các bạn, 6,9 triệu. Con này là quạt thì chắc chắn là êm rồi. Ngoài êm ra thì mang chính chất tôi gọi là cổ và siêu tầm. Dòng này bác nào thích muốn nước cổ này nên cổ. Còn không bác nào thích những cái màu khác có thể về lên. Còn đây zin em có để nguyên. 6,9 triệu con quạt này. Rồi mời các bác em bật nhé. Êm du. Phải nói là nó êm du các bạn ạ. Êm ru luôn. Em này chạy được điện đến 250 V kia. Ok các anh nhé. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn. Chiếc quạt đến từ Anh Quốc. Mức giá 6,9 triệu. 6,9 triệu. Rồi, chào các bác.